Đấm đầy, đấm đầy, đấm đầy, đấm đầy, đấm đầy. 5 từ đấm đầy dành cho 5 chiếc bánh taco Pháp vô cùng đặc biệt mà tôi đã có ở đây. 5 chiếc bánh là 5 phần sốt đến từ 5 quốc gia khác nhau. Và tôi sẽ trải nghiệm cả 5 hương vị đấm đầy này liên tục vào mồm để xem là phần sốt của đất nước nào sẽ gây ấn tượng với tôi nhất nhá. Curry Ấn Độ này, Chipotle khói là Mexico này, Teriyaki Nhật Bản này, Gochujang Hàn Quốc này, nhìn đảo Mỹ này. Và tin tôi đi, với cái khay sốt này thì Thai Etna có thể dẫn bạn đi đến khắp 5 châu 4 bể chứ không chỉ riêng thì 5 quốc gia ấy đâu. Đây rồi, các bạn nhân viên đang làm bánh này, và 5 cái bánh đang làm là 5 cái bánh của tôi luôn nha các bạn nhá. Rất là mong chờ. Thai Etna đầu tư hẳn lò nướng pizza để mà nướng taco Pháp luôn mà. Khét quá. Và đây, sau một hồi chờ đợi thì 5 chiếc bánh của tôi cũng đã ra lò rồi. Các bạn hãy cắt đôi ra nên là sẽ thành là 10 miếng các ông nhá. Bàn ăn này chắc là phải 8 người thì mới ăn đủ ấy, bởi vì là taco Pháp của Thai Etna trước giờ nó vẫn nổi vì cái sự đẫm nhân và đẫm sốt rồi. Có vẻ như là cái thử thách ngày hôm nay nếu nó hơi quá sức với cả tôi cơ, mà thôi thì vì nghệ thuật ta dâng hiến. Mỗi miếng cắn là một miếng đầy mồm luôn mà. Liên tục và liên tục. Và sau một hồi thử hết cả 5 vị thì cảm nhận của tôi là không vị nào bị lẫn vào vị nào các bạn nhé. Phần sốt quán thì cũng đã cải thiện rồi nên là khá dễ để các bạn nhận ra sự khác nhau luôn. Nhưng mà để công tâm xếp hạng về độ ấn tượng thì top 1 khá là bất ngờ, xin được dành cho ứng cử viên đến từ Ấn Độ với một cái hương vị cà ri đã được tinh chỉnh, khá là dễ ăn và một chút sự giòn rụm bất ngờ đến từ gà viên giữa hỗn độ những cái nhân thịt và phô mai ở bên trong, rất là ấn tượng đối với tôi luôn đấy. Và ngôi vị Á hậu xin được dành cho đại diện đến từ Nhật Bản, vì chỉ khi tống liên tục phô mai vào mồm thì bạn mới thấy được cái giá trị của một miếng dứa ở trong miếng bánh này nó quý giá đến mức như thế nào. Top 2 dành cho vị cứu tinh của tôi luôn. Và đó là hai cái hương vị mà ấn tượng nhất đối với cả tôi. Còn 3 hương vị còn lại thì cũng ok, nhưng mà có lẽ là rất hợp với cả những người khác hơn. Và chỉ với 79 cành cho một chiếc taco Pháp đẫm đầy topping và phô mai như thế này thôi, một chiếc bánh cắt đôi là cũng ăn được 2 người luôn đấy. Các bạn có thể ghé Thai Etna ở cơ sở Trần Điền để mà trải nghiệm thử nhá.